Quan nghênh tham dự trò chơi tử vong của tao. Thằng khốn nạn này phải tìm cách đánh nó ngã, nó không thể rắc rối. Để con đối phó với nó. Sư phụ của mấy thằng mấy đi cứu người đi. Tóm lại mày hãy cẩn thận, nó rất là xảo quyệt. Mình đi cứu người. Anna, thả nó xuống. Sư phụ à, không sao chứ? Tao không có sao đâu. Qua đây. Mày không sao chứ? Tôi không sao. Mày khá đó. Chỉ khá thôi hả? Đánh xong chưa? Còn tới. Còn đánh nữa không hả? Còn trò gì nữa? Tổ ngon, giết tao đi. Ok, finish. This guy. Oh!
你上翻嚟啊！Tất cả nằm yên, hai tay để sau óc, không được nhúc nhích, không có được cử quậy, không có ai được chống cự. Mau lên, mau lên, mau lên! Sư phụ, cũng may sư phụ đến kịp lúc. Tiểu kiệt à, chúng ta cũng may là có mày đó.